chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm hiệu quả giảm cân. Sau đây là 7 loại thực phẩm giàu chất xơ, vừa giúp chống ngán sau Tết, vừa hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng. Trái bơ. Một quả bơ có thể cung cấp đến 5 gram chất xơ. Loại quả này được xem là một thực phẩm tuyệt vời giúp hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất béo lành mạnh có trong bơ. Ngoài ra, bơ rất giàu vitamin C, kali, magie, vitamin E và các loại vitamin nhóm B có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp quả bơ trong nhiều món ăn khác nhau. Bạn có thể tùy ý thêm các nguyên liệu như rau xanh, cà chua bi, thịt ức gà, cá hồi, quả óc chó để có được món salad ngon miệng, hợp khẩu vị. Cà rốt. Không chỉ giàu chất xơ, cà rốt còn cung cấp một lượng lớn vitamin K, B6, magie và beta-carotene. Mặc dù là loại củ quả rất bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng thích mùi vị của nó. Hãy thêm một ít cà rốt thái hạt lựu vào món súp rau củ để tăng cường thêm chất xơ, giúp bạn no lâu và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Bông cải xanh. Bông cải xanh thuộc họ cải và là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, vitamin B, kali, sắt và manga, đồng thời cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp làm chậm lão hóa, thậm chí có thể hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư. Mặt khác, so với hầu hết các loại rau củ khác, bông cải xanh có hàm lượng protein tương đối cao, trở thành một loại thực phẩm hữu ích trong quá trình giảm cân. Đậu Hà Lan. Tuy có kích thước nhỏ, nhưng đậu Hà Lan có hàm lượng chất xơ ấn tượng. Mỗi cốc đậu Hà Lan nấu chín chứa khoảng 16 gram chất xơ. Cùng với đó, đậu Hà Lan còn cung cấp vitamin A, giúp hỗ trợ làn da, đôi mắt khỏe mạnh và vitamin K giúp duy trì sức mạnh của xương. Bạn có thể thêm đậu Hà Lan vào các món ăn giảm cân để tăng cường lượng chất xơ, giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt kém lành mạnh. Yến mạch. Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc lành mạnh, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan, có tác dụng hỗ trợ giảm cân, kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu. Một cốc yến mạch thô cung cấp cho bạn 8 gram chất xơ, tương đương với 14% giá trị năng lượng hàng ngày. Hạt chia. Hạt chia ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn trong thực đơn ăn kiêng. Hạt chia có chứa khoảng 9 axit amin thiết yếu và một số loại khoáng chất như canxi, kali và phosphor. Hàm lượng chất xơ trong hạt chia là 0.6 gram trong 28 gram hạt chia khô. Bạn có thể thử kết hợp chúng trong các món sinh tố, sữa chua để thưởng thức hàng ngày. Quả lê. Cũng như táo, bạn nên ăn nhiều lê hơn bởi đây là loại trái cây rất giàu chất xơ. Một quả lê trung bình chứa tới 5.5 gram chất xơ, tương đương với khoảng 20% giá trị năng lượng hàng ngày. Với vị ngọt thanh mát và nhiều nước, lê có thể thay thế cho các món tráng miệng nhiều calo, nhiều đường. Bằng cách này bạn có thể giảm cơn thèm ngọt, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.